giáo dưỡng ai luôn á chị, tính tin cô liên hệ cô là tại vì cô rất có những cái thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid đó, đem lại rất nhiều khó khăn cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đội tuần tra dẫn đoàn và sự ủng hộ rất lớn của các mạnh thường quân, hôm nay qua cán bộ chiến sĩ đội tuần tra dẫn đoàn tổ chức một cái buổi phát quà từ thiện này, đối tượng là những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 12 quận Bình Thạnh. Và qua quá trình tuần tra kiểm soát của anh em đi trên đường phát hiện gặp những người dân lao động nghèo hoặc là khó khăn vô gia cư, rồi anh em sẽ phát quà phát phiếu cho những người dân đó. Và hôm nay tập trung lại để dựa vào những cái phiếu đã phát để phát quà cho họ, và mục đích là chủ yếu là để giúp đỡ người dân có thể mà qua được cái mùa dịch này, đồng lòng cả nước chung tay góp sức. Ban chỉ huy đội đã nắm được cái vụ này nên là sẽ không có phát phiếu tập trung, mà là sẽ phát phiếu, và từng phiếu đó sẽ có ghi thời gian cụ thể để mọi người cứ theo đúng cái thời gian đó mà đến, tránh sự tập trung một lúc mà số lượng nhiều người nó sẽ dễ bị lây truyền, lây nhiễm dịch bệnh. Trong quá trình mà bà con đến nhận quà thì cán bộ chiến sĩ anh em đây sẽ trực tiếp nhắc nhở bà con rửa tay diệt khuẩn, và sau đó kèm theo phát một cái tờ rơi tuyên truyền về các cách phòng chống dịch bệnh Covid, để mỗi người tới nhận quà sẽ về tuyên truyền lại cho gia đình, người thân và hàng xóm láng giềng. Nên cái công tác tuyên truyền đó nó sẽ giúp càng ngày càng nhân rộng ra, không chỉ riêng là những người ở đây. Rồi kèm theo về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh là cả tuyên truyền cả về chấp hành luật lệ giao thông trong cái mùa này. Tuy là mùa này thì số lượng do phương tiện trên đường rất vắng, nhưng mà dễ dễ sinh những vấn đề về tai nạn, cướp giật kia, nên nói chung là bà con vẫn hạn chế ra đường khi nào thật sự có việc cần thiết rồi mới đi. Qua đây hiểu hết đâu, một phần hiểu nè, khoảng nào chống dịch Covid. Dạ. À, chú làm về chú tiền cho gia đình với bà con. Dạ, cảm ơn các chú. Chú gấp lại. Dạ. Xe chú ở đâu? Chú đi bằng gì? Dạ, mai trước thì ngay chờ bà chiều ra. Không, chú đi bằng phương tiện đi xe đạp. Xe chú đâu? Con Huyên lên cho chú. Không rồi, em không hỏi không? Dạ, anh hỏi. Đây, cái này là dạy ba hát rồi để ra cho Bộ Y tế khuyến cáo người dân rửa tay nha cô. Có phải không? Sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền theo nghị định số 101 ngày 30 tháng 9 năm 2010. Rồi đây nè. Dạ, cũng mừng là mấy anh công an ở trong ngành đó đã giúp đỡ cho dân nghèo vậy đó, coi như là cũng đỡ rất là nhiều, tại vì như vậy là cũng sống được nhiều ngày vậy đó, tại dân lao động mà. Cũng mừng lắm. Có biết. 10 cái gạo với lại một thùng mì này ăn cũng được khoảng tuần lễ, tại nhà cũng đông á, vậy là rất cảm ơn con mấy anh ngành giao thông rồi. Là mùa bán gạo đó, thì đó là đang cất cái chìa khóa đó đi con.
rồi mình rửa tay chứ.